Alo anh em, lại là mình đây. Nay mình tiếp tục lên clip cho anh em nữa ha. Rồi mình có một cái em máy này, mình thanh lý cho anh em luôn, chưa có vệ sinh nha. Tình trạng em máy này là còn full rin. Đầu nòng anh em nhìn vậy là hiểu nòng trắng rồi ha, trắng bách luôn ha. Đó, ốp lam rin, tán rin, tán lô, lô hình con này rin, để cho con khác ấn vô cho nó đồng bộ, đồng thanh đồng thủ. Rù giật còn rin mà nó đứt cái đồ trợ lực rồi anh em ơi, đứt rồi ha. Nào mình tả cho nó đúng, nắp xăng nắp nhớt là còn rin trước sau luôn, ốp giật rin, băng xích là còn rin mà nó tháo bộ ruột ra không có thắng được ha. Đời này là 2015, bô bọng rồi mình thấy còn tươi xanh, lóc giữa là còn im rít ha, sơn là cũng còn đẹp luôn ha. Dàn áo rin còn theo máy luôn ha, đẹp, chưa vệ sinh mà về là thấy vip rồi, tay cầm bóng lưỡng. Hôm nay mình lu bu lắm, mình không có rảnh đâu mà vệ sinh, có sao mình đổi sao mình bán vậy à. Chủ yếu là máy móc ngon ok thì anh em đi khai thác là ok, bình xăng là còn đẹp luôn á. Đời này nó có chữ nổi bên hông nha anh em, đó, bình xăng đẹp luôn, chưa có gì hết. Rồi 2015, mắc cái nấm tròn dặn ở đây, bình xăng con là rin, nồng bạc bê tông dên là rin, kiểm tra rồi mới dám bao mạnh vậy ha. Ốc tán thì rin thôi chứ không có vụ bảy màu nha anh em, nó có phai mờ theo năm tháng, ốc tán rin thôi đó. Nào nói cho đúng, ốp giật đồ là còn ngon lành, cành đào đẹp luôn ha, chưa vệ sinh anh em. Hơi hám là siêu vip, hơi là cắm đầu, hơi nặng lắm anh em ơi, hơi giật là cắm đầu à. Rồi giờ đi vào test tiếng nổ thực tế cho anh em nghe và cảm nhận nha. 10 lần làm clip là xe tải chạy ngang đủ 10 lần, biết sao ngộ rồi. Bóp cái nào cái nấy muốn giật mình luôn. Ốp lam là ngon lành cành đào ha. Rồi giờ mình test tiếng nổ cho anh em nghe luôn. Anh em nào yêu thì kết nối đam mê với mình, số điện thoại mình để dưới phần mô tả ha. Rồi bây giờ test tiếng nổ thực tế luôn. Này là 381 nha, không phải 382 nha. Tàu ụ cái hơi, khủng khiếp cái hơi. Yeah.
lần cái nữa anh em. Tì đếm được từng tiếng ha anh em. Rồi, quá xuất sắc cho một cuộc trình. Anh em nào yêu thì liên hệ mình, số điện thoại mình để dưới phần mô tả ha. Để chốt ngay con máy này. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Đánh kèo với remote chưa vệ sinh nha. Anh em nào thích thì về vệ sinh giúp giùm mình. Đó. Mình bán là đồ thật, có sao mình báo vậy. Chi tiết gì nó rõ trong video hết rồi. Rồi, chào tạm biệt, hẹn tất cả anh em vào clip sau. Bye bye. Chúc anh em một buổi chiều tốt lành.